sức mạnh và niềm cảm hứng. Đó là cảm giác mà màn khởi đầu mang lại. It's the start of a new era. Những gương mặt mới và những thử thách mới. They consider themselves as real title contenders. Những vạn sự khởi đầu nan. Trận đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng trước Leverkusen vô cùng đặc sắc. Dortmund gặp Leverkusen ngày 6 tháng 8 trên On Football.